Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố, tính từ đầu năm đến cuối tháng 11 năm 2023, cả nước có 201.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 158.800, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2023 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2023 đạt 3,15 triệu tỷ đồng, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp năm 2020 đã không đạt, mục tiêu 1,5 triệu doanh nghiệp năm 2025 xem ra cũng khó khăn. Mật độ doanh nghiệp trên 1.000 dân còn rất thưa, sức khỏe doanh nghiệp vẫn mong manh trong khi môi trường kinh doanh vẫn chưa đủ ấm áp.